việc mà mình mời được một người lớn, một người có tuổi về mặt trong nghề, về ngoài đời luôn thì không có gì quý hơn bằng. Việt Hương xin phép lên đây để xin trân trọng kính mời ba sáu tổ quốc cái cây đại thụ riêng đối với ngành nghề kịch. Con xin trân trọng mời ba sáu cho một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Bảo Quốc. Và hôm nay đi với lại nghệ sĩ Bảo Quốc có cô Thủy, người mà Việt Hương luôn luôn dõi theo, tại vì cô rất là giỏi. Giữ được một cái gia đình tới ngày hôm nay, đặc biệt hôm nay có chị Hồng Loan và anh Bảo Lộc nữa. Dạ, không mời đâu. Dạ, Bảo Quốc trước nhất là xin kính chào các anh chị, các bạn và các em, các cháu. Hôm nay là rất là vui khi đến dự tiệc cưới của Lâm và Lan. Đối với Lâm thì chú Bảo Quốc cũng gần gũi và gắn liền với Lâm trong các chương trình mà Lâm đã đạo diễn. Và với Xuân Lan thì chú cũng đã từng gặp cháu rất là nhiều lần. Và hôm nay đến đây để chúc mừng hạnh phúc của hai cháu thì chú rất vui. Chú cũng có muốn vài lời để mà gửi đến hai vợ chồng. Lâm ơi, Lâm Lâm ơi, bớt đi, lấy bao lì xì đi Lâm ơi. Lên đây nói này nghe. Quý vị biết sao, cũng tại nơi đây năm vừa rồi, Việt Hương Hoài Tâm đã chứng kiến là ba sáu là mấy chục năm với là 50 năm với cô Thủy và cái người có những cô Thủy. Và nếu mà quý vị, đây những lời bàn học từ một gia đình có hơn với nhau hơn 50 năm. Bây giờ là 52 rồi. Dạ, hôm nay muốn nói với lại hai vợ chồng con là chính là Hoài Tâm cũng đã nói là nơi chính tại chỗ này chú và cô đã tổ chức một cái tiệc cưới kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Và chú cũng mong rằng cô và chú sẽ có mặt tại nơi này 50 năm sau để mừng tiệc cưới của hai con kỷ niệm. Và một cái điều mà chú muốn nói riêng với con Xuân Lan, với chú thì cũng là quen biết và thân với nhau cũng rất nhiều, mà con là như con cháu, thì chú nói riêng với con về cảnh đàn ông của mình thôi. Sở dĩ mà chú và cô sống với nhau lâu năm như vậy đó là tại vì có một điều rất đặc biệt, là chú nói với con là đừng có bao giờ sợ vợ. Sợ vợ là mất nghệ khí của mình lắm. Không bao giờ sợ vợ. Nhưng mà mình là đàn ông thì mình phải chiều vợ, nể vợ. Vợ biểu cái gì nghe cái đó, biểu ngủ thì ngủ, biểu thức thì thức, biểu ăn thì ăn, biểu đứng thì đứng, biểu ngồi thì ngồi. Chỉ có một điều mà mình quy quyền nhất là con đem tiền về con bỏ xuống biểu cất vô tủ là mặt mày nó xanh lè, nó riêu riêu, nó cất. Con nhớ lời của chú nha, không sợ vợ, chiều vợ, nể vợ, mày sống 100 năm luôn. Và đây là vài lời của chú nói với con. Và mỗi bước cũng mong rằng sẽ có rất nhiều các đàn ông bắt chước Quốc, cứ nể vợ là êm xuôi hết trong cuộc đời của mình à. Y bộ cuộc đời nhớ nghe Thi. Thi nhớ nghe. Và một lần nữa Bảo Quốc cùng với hai vợ chồng Xuân Lan và Ngọc Lâm xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây cùng chung vui với hai cháu. Một lần nữa xin kính chúc tất cả cô bác anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, thành công trong công việc và thật nhiều hạnh phúc. Dạ, cảm ơn ba sáu rất nhiều. Quý vị ơi, đây là cặp đôi già 50 năm. Thì bây giờ anh Lâm với lại Bé Lan đứng đây để lay 50 năm đúng không? Nhưng mà mình muốn 50 năm thì mình phải đi từ 10 năm đúng không? 15 năm, 20 năm. Và có một cặp đôi chỉ còn một năm nữa thôi là được 30 năm. Kính mời cặp đôi chị Thủy và anh Ti. Cặp đôi còn một năm nữa là 30 năm. Và cũng tại nơi này. Cũng tại nơi này, anh Thi và chị Thủy đã tổ chức 25 năm. Và kính thưa quý vị, còn 1 năm nữa là được 30 năm. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay chào đón người producer của trung tâm thúy nhà, chị Tô Ngọc Thủy và anh Huỳnh Thi. Xin kính chào tất cả quý quan khách đến chung vui cùng Lâm và Lan. Thì nhớ là trước đó
vào ngày 29 tây tháng 12 hay 30 tây tháng 12 gì đó, thì Thi nhận được cái text của Lâm qua Facebook đó. Chị ơi, em muốn báo tin chị em sắp lấy vợ ngày 1 tây, nhưng mà cái này là tụi em giấu tại vì tụi em cũng không muốn là báo chí nó theo dõi hay cái gì đó. Cái chị nói ồ chúc mừng em, mừng quá rồi, quá ai vậy? Nó nói em là Xuân Lan. Nó của Xuân Lan à, em gửi hình chị coi được không? Vừa gửi hình á. Ồ Xuân Lan. Ồ bây giờ chị xin kể cái kỷ niệm Thủy và Xuân Lan rất là hay. Thì hồi đó cách đây lâu lắm rồi, chắc cũng khoảng mười mấy năm, Thủy đi về Sài Gòn, xong rồi Thủy bay xuống Rạch Giá. Thì Thủy bay tới sân bay, Thủy gặp Xuân Lan và một người bạn tới chào Thủy. Thì lúc đó lâu lắm rồi, nói ơi em rất ái mộ chị, chờ em rất thích chị rồi chị chụp hình. Thì Thủy đi có một kỷ niệm rất là đẹp với Xuân Lan. Sau đó thì Paris nay 89 tại Korea, thì Xuân Lan là người lo tất cả những người mẫu từ Việt Nam qua nguyên cái phái đoàn đây là trình diễn cái fashion show trong cuốn Paris nay 89 và Korea. Còn anh Lâm thì là kỷ niệm rất là lâu. Lần đầu tiên mà anh Lâm đến với Paris by Night, quý vị biết anh Lâm làm gì không? Trong cuốn Paris by Night số mấy trong? Hả? 60, à 60. Thì anh Lâm là cái mở màn opening múa kiếm múa bỏ lúc đó. Rất là hay, tóc dài như vậy nè, quý vị mà xem. Đó là lần đầu tiên anh Lâm đến với Paris by Night với nha. Và sau đó thì việc face tất cả những chương trình. Thì nói về Lâm thì mình phải nói đây là một người làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là tận tâm và rất là coi cái công việc mình mà không nể, cả nể thời gian gì vẫn là muốn, nhưng mà lại có một cái tánh tình rất là giàu tình cảm, rất là thích thú. Nếu quý vị mà coi Visa mà thấy ông xã tôi khóc thì là Lâm khóc theo. Thì hai người đàn ông mà ưa khóc nhất thế gian này, Quỳnh Thi và Lâm. Nhưng mà thì cũng chia sẻ là anh Thi thì quý vị cũng quen biết, thì tới năm 2021 thì Thủy và Thi sẽ celebrate 30 năm. Thì chị cũng chúc em và Xuân Lan nhiều nhiều hơn nữa. Và chị nghĩ rằng là you found each other, và chị nghĩ đây là chị rất là happy cho hai em. Cảm ơn hai em đã cho anh chị đến đây chia sẻ niềm vui với hai em. Cảm ơn em thật nhiều. Từng gặp nắm tay nhau bước xuống sân khấu. Còn em, đêm nay ai đưa em về? Bỏ đi Quỳnh và Tân, you know đó. Cỡ anh là còn phải cài thêm cái lựu đạn nữa. Ừ, bước vô là phải banh sát trước. Em xin trân trọng mời một cặp đôi uyên ương cũng không khác gì Ba Sáu Bảo Quốc và anh Thi cùng chị Thủy. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho Bảo Lộc và Hồng Loan. Có nhiều người mà em giới thiệu rồi còn ngơ ngác không biết tại sao mà mình bị... trai tài gái sắc Hồng Loan và Bảo Lộc. Em giới thiệu vậy chị đâu có từ chối được. Sợ mình Loan nó đợi mình quá. Dạ, Bảo Lộc và Hồng Loan xin trân trọng kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Năm mới xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và vạn sự cát tường. Và không quên chúc cho cô dâu chú rể mãi mãi hạnh phúc, răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc. Lâm ơi, con bà giúp đi giúp quả liêu đám cưới. Cô đã có chồng hay chưa? Chưa nói anh đón anh đưa có rồi anh sẽ dắt cưa chồng em luôn. Trời ơi, cưa chồng em luôn hả? Tình yêu bạo lực quá. Vậy đó. Vậy mà mình khoái mới chết chứ. Ấy hỏi thì mình xin thưa dễ tin em có mà chưa có chồng. Nếu anh muốn kết tên là ao bị hẹt mét nhà lầu trao em. Hẹt mét hả? Hẹt mét anh nghe nó hơi mệt. Trời ơi, mới chút xíu mệt. Chắc anh đi về quá em ơi. Chính là anh chính là anh kết cho em.
là quân nhân tân vỡ chính là la 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 tại em thôi, anh đã nói là bia rượu đi chung với tội lỗi. Tại Đoàn, Đoàn cứ nói uống đi anh, uống đi anh. Hôm nay mình xin chào quý vị. Chúc chào nhà hạnh phúc. Đoàn biết làm 21 năm rồi. Bài Việt Hương nha. Chưa có về. Chưa ăn hết món món cam sao về. Cái gì? Nó chưa có về. Rồi một trận tay chân lắm ơi. Dạ. Dạ à, ai nữa nhảy? Ai chơi lên hát nữa hả? Em ơi lên đây cưng. Rồi. Những người mà ngày hôm nay đi ăn đám cưới có một mình thì lên đây. Ví dụ như em Lam Anh muốn là một ví dụ. Chúc mừng. Người ta cứ cưới nhau đi còn chúng ta. Đấy, thì bây giờ mình phải tìm bài gì nó tình tình và dễ hát với nhau. Ai mẫu rồi. À. Dạ. Hát để ngủ đúng không? Dạ. Hát ra mà chép bà chép cho mấy rượu. Đổ nữa lên. Hát đây anh, chặt chép xong rồi. Nhạc phẩm được mang tên Vị Ngọt Đôi Môi 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 Môi. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lối. Bước qua gian dối người.
tàu quan trọng là cái cổ tàu rồi. Cái giọng này quan trọng là chuẩn bị cô dâu sẽ có cái hôn nhục đó quý vị ơi. Đúng không? Ai nè, ai còn độc thân, con trai độc thân, con gái độc thân. I'm a single girl. Bên đen cũng được. I'm a single man. Bên đen chơi luôn hả? Bên đen chơi luôn. Phải hỏi cô dâu bên đen được không? Bên đen được không? Bên đen được. Đấy, chị không tao. Chị không tao. Nhưng mà chị ơi, chị single mà chị có là hai level không chị nào? Hả? Chị single mà chị có là hai level không? Trong English single có nghĩa là cùng song song với là hai level. Dạ, kính thưa quý vị. Dạ, để tiếp tục lời của chị Hàm Đào. Quý vị đừng có xin số 1 của chị Hàm Đào. Em sẽ cho quý vị được số nhà của chị. Dạ, cái mặt thể hiện như em chị nào mà mới nhận được tình yêu. Đặt cái con đen ra đi. Cái con đen quá. Dạ, chị Thủy ơi, dạ cái này chị cũng dành nữa ha chị Thủy. Chị Thủy ngồi xuống đi chị Thủy. Dạ, chị ngồi xuống đi chị Thủy ơi. Trên sàn nghỉ bây giờ chỉ có DVD một giờ mà thôi.